Hello, bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 23 của Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bút pháp. Điện Hạ Sa là người gì? Liễu Tích không biết, Ngụy Minh không biết, Vũ Vạn Hồng cũng chẳng biết, Phương Triệt cũng chẳng biết, nhưng Tần Mạt lại không thể nào không biết. Vậy cho nên đứng bên cạnh, nghe người ta dùng hai tên của mình để so sánh với nhau là còn cố gắng tạo ra cảm giác chèn ép người khác, thực sự là vô cùng kỳ dị. Người ngoài không biết Tần Mạt đang nén cười, chỉ thấy sắc mặt của nàng cứng ngắc là còn cho rằng nàng giận đến không nói nên lời. Vũ Vạn Hồng thấy Ngụy Minh liên thoáng không ngừng nói về tuyệt kỹ của Biện Hà Sa, lại hoàn toàn xem thường Tần Mạt, trong lòng liền có điểm băn khoăn. Hắn là một mặt đã tin ánh mắt của Phương Triệt, vậy cho nên tự nhiên xem trọng vài phần với Tần Mạt, về mặt khác cũng cảm thấy cô gái này dáng vẻ gọn gàng, tuy không đủ trình độ xinh đẹp nhưng cũng là đoan trang đứng đắn, khiến cho người ta nhìn thấy thân thiết. Thôi được rồi, Vũ Vạn Hồng trầm giọng, trong lòng căm tức thực sự với Ngụy Minh lại không phát tác. Biện Hà Sa là danh gia ở trong nghề, luôn thần bí, mời được hay không là còn khó nói. Bây giờ chúng ta là phải thảo luận là tiểu tần cô nương có thể đảm nhiệm công việc tạo hình nhân vật hay không, không phải là nên họp trước hay sao? Ngụy Minh đỏ mặt, giấu xuống phẫn hận ở trong mắt. Được, là chân kim bạc trắng hay là đồng nát sắt vụn cũng là chẳng phải nói ở trên miệng vậy là được, có bao nhiêu bản lãnh thử một lần là biết. Như em Liễu của chúng ta, lúc trước có thể qua 3 vòng phỏng vấn mới vào được đây, không giống như người nào đó, chỉ là muốn đi cửa sau. Em Liễu, phải không? Liễu Tích lại không đáp lời của hắn, chỉ lén lút thần sắc của Phương Triệt. Thấy gương mặt lãnh đạm, vui giận hoàn toàn không xem ra, trong lòng liền có điểm e sợ. Từ nhỏ Liễu Tích đã ngưỡng mộ Phương Triệt, càng về sau tình cảm lại càng hóa thành ngàn vạn thu mềm, tự nhiên là vô cùng để ý đến cách nhìn của Phương Triệt với nàng. Ngụy Minh, anh nói như vậy là có ý gì? Em với Tần Mạt là bạn học cũ. Khi còn học trung học cô ấy rất giỏi, nếu như không có bản lĩnh thì tại sao cô ấy có thể đứng được ở đây? Tần Mạt, cậu hãy ra tay cho tên này xem cho biết, xem anh ta là còn dám nói linh tinh nữa hay không. Tư tưởng xoay chuyển, Liễu Tích ngược lại lại ngọt ngào cười cười. Nàng bỗng nghĩ rất rõ, dù rằng những người khác ngăn cản như thế nào, Tần Mạt cũng không đi ra khỏi nơi thí nghiệm này. Đã như vậy, để cho Tần Mạt tự bỏ đi vậy là có phải hơn không? Dù sao Liễu Tích là cũng không tin ở tuổi này của Tần Mạt mà có thể vẽ ra được cái gì, nàng cũng không học chuyên môn mỹ thuật, gia cảnh cũng rất tầm thường, có thể nói là được bao nhiêu anh tài. Ánh mắt của Phương Triệt nhàn nhạt đảo qua Liễu Tích, thần sắc im lặng lại hơi giãn. Vậy thì để em thử. Tần Mạt gật đầu với Liễu Tích, ở trong lòng ý cười dần mở lại biểu lộ đến gương mặt. Cảm giác của nàng bây giờ thực ra là còn quái dị hơn ban nãy. Liễu Tích có suy nghĩ gì, Tần Mạt liếc mắt một cái là có thể đoán chắc được 10 phần. Từ trước khi nàng gặp hơn ngàn vạn cách ghen tuông, những nữ nhân vì Tần đại công tử mà tranh giành cấu xé lẫn nhau, có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí là còn khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. Kỹ xảo này của Liễu Tích là còn kém rất xa, nhưng mà điệu bộ của nàng là cũng không tồi. Ít nhất có lúc lùi xuống hiệu quả là hơn tấn công, Liễu Tích thực sự là thông minh. Tần Mạt cười khổ ở trong lòng, trước kia là người khác ghen tuông vì nàng, bây giờ lại là nàng, nhưng mà đổi lại người, cùng là một cô gái trở thành tình địch. Nhận biết này khiến cho lòng của Tần Mạt không khỏi buồn bực, nhất thời mất hết cả hứng thú. Nàng không muốn ăn giấm chua, tuy tình yêu là không tồn tại nhượng bộ, nhưng mà Tần Mạt là cũng không muốn biến nó trở thành chiến tranh và đấu đá. Dù vận mệnh chưa cợt biến nàng thành một cô gái, mà lúc này lại là tìm người cả đời sống vai, nàng là cũng không nên vì người đó mà là một cô bé mưu tính không ngớt. Đại trượng phu không liên quan tới giới tính, hắn là cũng là một loại hoài bão. Nhưng mà ý chí này trôi qua, Ngụy Minh lấy giấy vẽ và bút chì viên tẩy cho Tần Mạt nhận lấy giấy bút, có một khắc khó xử. Nàng học là quốc họa, sao mà biết dùng bút chì? Thế nào, không vẽ sao? Ngụy Minh nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn làm việc, cười đến có một chút điểm kỳ quái. Đừng có nói là muốn tôi dạy cô cầm bút chì như thế nào chứ. Tần Mạt ngẩng đầu, đảo mắt qua Ngụy Minh, lại rơi xuống người của Vũ Vạn Hồng. Thấy hắn khẽ nhíu mày, tự hồ là có một chút lo lắng. Liễu Tích quan tâm nói. Tần Mạt, bình thường cậu rất là ít vẽ tranh sao? Phương Triệt cầm tay trái của Tần Mạt. Anh sẽ đi lấy bút mực. Hắn nói bút mực, tự nhiên là chỉ bút lông màu vẽ. Tần Mạt giữ chặt hắn lại, lắc đầu cười. Em đang muốn tới đây làm việc, không thể nào đến mức ngay cả bút chì cũng không làm được. Nàng ngồi xuống ghế, nghiêng giá bàn vẽ, lấy tay phải dùng tư thế thường để cầm bút máy, để cầm bút chì. Chớp mũi không động, Tần Mạt chỉ dùng mắt nhìn thẳng vào trong tờ giấy trống, sau đó lại vẽ phác thảo bên ngoài. Cũng không phải là nàng không biết vẽ bút chì, học toán bao nhiêu bản đồ là cũng không phải vẽ bằng bút chì sao? Chẳng qua, loại dùng bút đơn giản này, vẽ tranh hiển nhiên là sẽ có sự khác biệt lớn. Trong lòng của nàng là bắt chước xúc cảm của đầu bút, sau đó dần dần hình thành vẽ ở trong đầu. Vài người bên cạnh nhìn, Ngụy Minh cười lạnh, Liễu Tích lại hơi nhíu mày, Vũ Vạn Hồng thở dài, chỉ có thần sắc của Phương Triệt bình tĩnh. Sau một lát, Tần Mạt bắt đầu vẽ lên bên phải của trang giấy. Nàng di chuyển bút hơi chậm, tranh hơi lộ ra vẻ thô ráp, dưới ngòi bút là một đôi mày lá liễu rất sắc. Một đôi mày này vẽ thực sự là tinh tế và tỉ mỉ, thậm chí là còn khá rõ. Ngụy Minh lại nhẹ nhàng cười bên cạnh, Tần Mạt khai bút như vậy rõ ràng là dân ngoại tộc. Bình thường thì khi ký họa, ngay từ đầu đã không có đạo lý dùng bút nặng nhẹ.
Thông thường, quy tắc là trước vẽ phác hình dạng của nhân vật, rồi thêm nhiều đường nét giống như là thế, sau đó đánh bóng đậm nhạt. Dù tồn tại cục tẩy này, nhưng mà đã nét đậm trên giấy, về sau rất sẽ rất khó tẩy. Vậy cho nên, ngay từ đầu mà vẽ nét đậm, chỉ cần họa sĩ thoáng vẽ sai, sẽ ảnh hưởng đến cả tổng thể, do đó phá đi cả bức tranh. Liễu Tích cũng lặng lẽ thở ra, nàng học mỹ thuật chuyên nghiệp, ánh mắt thậm chí là còn tốt hơn cả Ngụy Minh được đào tạo chính quy. Nhưng không lâu sau, coi thường ở trong lòng của Liễu Tích dần dần bị kinh ngạc lật đổ địa vị. Nàng chỉ nhìn thấy Tần Hoạt vẽ xong hai hàng lông mày, lại vẽ hốc mắt xong hiện lên hình đan phượng, khóe mắt lại là vô cùng có ý vị. Tần Hoạt lại không vẽ con mắt thứ hai mà chuyển hướng vẽ ra một chiếc mũi xinh đẹp, sau đó ở dưới ngòi bút dần dần hiện lên một môi của nhân vật, gương mặt, cổ áo. Tần Hoạt vẽ càng lúc càng nhanh, lại không hề tạm dừng, cũng chưa từng dùng đến tẩy sửa chỉnh bất cứ cái gì. Ánh mắt của Vũ Văn Hồng là cũng bắt đầu lo lắng, đường thường tiếc ngược lại trở nên chuyên chú, cuối cùng là trở nên nóng sực. Dần dần hình thành là một nữ tử váy dài cầm kiếm đón gió, tay áo tung bay, mỗi một nếp gấp đều là linh động giống như là linh tinh toát ra. Xem chỉnh thể, dáng người nữ này uyển chuyển mà nhanh nhẹn, mũi kiếm ngụ ý ở chỗ phảng phất giống như là có kiếm khí lưu động, dù ở trên tấm hình đó kiếm khí toát ra không hề giống với những bức tranh manga. Vũ Vận Hồng đánh giá rất cao, không phải là bởi vì ở trong bức họa tỏa ra khí thế, càng vì bút pháp liền mạch lưu loát. Bút pháp của Tần Mạt là không giống như là bất cứ trường phái nào mà Vũ Vận Hồng biết, đường nét đậm nhạt nhạt của nàng hình thành một lần, liền giống như ở trong tay của nàng cầm không phải là một cái bút chỉ khô cứng, mà là một bút lông tự nhiên và mềm mại. Mà ở phương diện tạo hình thiết kế nhân vật, đi ra ngoài kỹ xảo thiết kế hình dạng nhân vật, lại càng quan trọng là kiểu tóc và trang phục. Đối với game online kiếm hiệp mà nói, quy tắc là phải xem nhiệm vụ này có đủ hoa lệ hay không, tạo hình có đủ đẹp hay không. Nữ kiếm khách dưới ngòi bút của Tần Mạt thực ra là chẳng hề hoa lệ bao nhiêu, ít nhất so với nhiều nhân vật game online mà nói, trang phục của nữ kiếm khách này cũng không đủ phức tạp, thiết kế lại không đủ gợi cảm. Nhưng mà búi tóc của nàng nghiêng rời, mái tóc dài thẳng đến eo, vạt áo thanh thuần lại giống như là lan tràn ý vị lắng lặng, thanh nhã. Nhất là một đôi lông mày này của cô gái, làm cho thần thái lỗi quang mình càng tăng sát khí của giang hồ. Vũ Vận Hồng mắt thấy một nhân vật này giống như là in dấu vết của thời gian dưới ngòi bút của Tần Mạt, mắt thấy Tần Mạt chuyển bút, định vẽ mắt, ở trong lòng của hắn bỗng nhiên căng thẳng, liền kêu lên một tiếng. Chậm đã. Tần Mạt đang say sưa vẽ tranh, bị người ta hô lên như vậy, trên tay trượt đi, ngòi bút vẽ ra một dấu đậm, lại xẹt qua khóe mắt của nhân vật. Tần Mạt quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vũ Vận Hồng. Vũ Vận Hồng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lấy khóe mắt có vết, nhất thời chán nản. Tôi đây là... Hắn lắc đầu liên tục, lại bảo Tần Mạt mau mau tẩy vết kia đi, sau đó có một chút ngượng ngùng. Tôi thấy con mắt, chính là trọng điểm mà em vẽ, muốn nói là em hãy chú ý một chút. Tần Mạt cười cười, lại không tẩy, vết cắt trên khóe mắt, ngược lại còn dọc theo vẽ thêm một nhành hoa, thoáng qua chỉ là nét bút lỏng, trái lại còn khiến cho cô gái trong tranh thêm vài phần đáng yêu. Đáng tiếc, không có mắt. Vẽ xong, Tần Mạt đặt bút lên. Liễu Tích ngơ ngẩn nói một câu, sao lại không vẽ xuống? Không vẽ được. Tần Mạt nghiêng đầu nhìn tranh, thở dài một tiếng. Bức tranh này thực ra là còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của nàng, nhưng mà lần đầu tiên nàng dùng bút chỉ để vẽ tranh, có thể vẽ ra hiệu quả như vậy, cũng còn tính là không tệ. Nhưng đôi mắt kia quả thực là nàng vẽ không được, từ sau khi bị Vũ Vạn Hồng dùng một tiếng ngắt quãng, nàng cảm giác miêu tả ở trong lòng đã tiêu tan, cuối cùng là không giữ được. Tuy nói là kỹ xảo cơ bản không khó nắm bắt, thuật vẽ như đạo, nếu như tương thông, Tần Mạt đã từng quen thuộc, dù sao vẫn là bút lông. Chỉ vẽ đường nét bên ngoài thì được, nhưng mà mắt lại không thể nào vẽ bằng đường nét đơn giản. Tần Mạt không thể nào dùng bút chì, thay bằng một đôi mắt đờ đẫn, thà rằng cứ để trắng như vậy còn hơn. Ngụy Minh bỗng nhiên lên tiếng trầm trọng. Không có vẽ được mắt, vậy tranh này thì còn dùng được ở đâu? Đó chính là cô nói có thể đảm nhiệm phần công việc này sao? Nào, Ngụy Minh. Vũ Vạn Hồng quẽ, khẽ quát một chút, lại nhìn Tần Mạt, thần sắc tràn ngập thưởng thức. Hắn dùng ánh mắt thương tiếc đảo qua bức họa, gương mặt hiện lên vẻ kính trọng. Tần Mạt, hoan nghênh em gia nhập liên minh mạng Thanh Sơn, hệ liệt game online mỹ thuật Đăng Thiên. Hắn duỗi tay ra, Tần Mạt lúc này mới biết rõ trò chơi họ làm tên là Đăng Thiên. Được, em rất vinh hạnh. Bắt tay cùng với Vũ Vạn Hồng, Tần Mạt cười nhạt. Em nghĩ ra rồi. Liễu Tích bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Tần Mạt vẽ tranh rất giống với Biện Hà sao? Ngụy Minh vỗ tay một cái, lại nhắm mắt lờ đờ uể oải cười cười. Còn rất giống, xem ra Tần tiểu thư này cũng là ngưỡng mộ xa quốc, bắt chước phong cách của cô ấy đến là 6-7 thành như vậy. Khuôn mặt tươi tắn của Tần Mạt hơi cứng, nàng không biết nên nói gì cho đúng. Suy nghĩ một lát liền tính nói nàng ta chính là Biện Hà Sa, nhưng mà không hề có chứng cứ, bọn họ là cũng sẽ không tin. Phương Triệt lại nâng tay lấy bức tranh, cẩn thận xem xong, thấy hắn lại hơi nhíu mày, lộ ra một nụ cười tà khí. Nét mặt của Phương Triệt bình thản, tà khí này là lần đầu tiên hắn biểu lộ, Tần Mạt liếc mắt, trong lòng lại nhảy dựng. Có cảm giác giống như là bị hắn nhìn thấu. Cảm giác này là cũng không đến nỗi tồi tệ giống như là Tần Mạt tưởng. Sau một lát, nàng lại trở lại bình thường, trong lòng có nụ cười thân thiện và bình yên. Đúng là phong cách tương tự với xà quốc.
Vũ Vạn Hồng suy tư hồi lâu, lại nhìn Tần Mạt. Tần Mạt, xem kỹ thuật tranh thành thục của em, ít nhất là cũng có thể dựng nên phong cách đặc biệt của chính mình. Nhưng theo mặt bắt trước mà nói, con đường đi này là rất khó khăn đó. Dừng một chút, hắn cảm thấy lời của mình nói hơi nặng, lại cố nặn ra một nụ cười khích lệ. Nhưng vẫn còn trẻ thì vẫn có thể có được như vậy, cũng là đáng quý. Dù rằng là học vẽ gì, bình thường cũng là từ bắt chước mà bắt đầu. Em có thể bắt chước giống như phong cách của Xa Quốc như vậy, cũng là xem như thành công. Hơn nữa, chỉ cần em có năng lực thiết kế độc lập, ngoài tiếp cận phong cách của Xa Quốc không nói tới, em có thể tính là một nhà thiết kế không tồi. Tần Mạt mím môi, trong đầu giờ khóc giờ cười. Nàng chẳng hề muốn nói nơi khen mình là biện hạ ra, nhưng nếu lúc sau là còn phải để cho Vũ Vạn Hồng khuyên giải như vậy, mùi vị quái dị như vậy là còn không biết nên là ai mới tốt. Ngụy Minh lại cười hắc hắc. Quản lý, Tần tiểu thư này bắt chước Xa Quốc, vậy là có rất nhiều tài nghệ đó. Anh xem bút pháp vẽ nếp nhăn y phục, tôi chỉ sợ là công ty của chúng ta mà dùng nhân vật cô ấy thiết kế, ngày nào đó Xa Quốc mà nhìn thấy lại kiện vì vi phạm bản quyền thì phiền. Chắc là không đến nỗi đâu. Khóe mắt của Liễu Tích liếc qua Phương Triệt, lại nghĩ đến dáng vẻ vừa liếc mắt đưa tình của hắn và Tần Mạt, trong lòng là chua đến rồi sông lấp biển. Nhưng nàng rất khó chịu, nàng ngược lại là nói rút Tần Mạt. Chỉ giống phong cách, cũng là không phải là do cô ấy thiết kế. Càng huống chi biện Hà Sa cũng rất ít vẽ tranh, phong cách lại là đại khái và chiều tượng, sao có thể nói là vi phạm bản quyền được. Nàng nghĩ, em đã rộng lượng như thế, à Triệt, anh còn không cảm động và nhớ em sao? Vũ Vạn Hồng nói. Thôi được rồi, trở về làm việc đi, chuyện này tôi sẽ có quyết định. Tần Mạt, lát nữa tôi sẽ đưa tài liệu cho em, để cho em hiểu rõ bối cảnh trò chơi và yêu cầu thiết kế nhân vật trước. Đợi ngày mai em tới, chúng ta sẽ đến phòng nhân sự ký hợp đồng. Hắn lại cảm ơn Phương Triệt. Phương Triệt, lần này là tôi cảm ơn cậu cho tổ mỹ thuật của chúng ta một người rất tốt. Phương Triệt lại cười nhạt. Khách khí, nhưng quản lý Vũ, Tần Mạt vẫn còn đang đi học, không thể nào làm tất cả thời gian được. Vũ Vạn Hồng không kinh ngạc, chỉ có điểm khó xử. Ba người này lại thương lượng một phen, sau cùng chọn ra phương án sinh viên làm thêm, Tần Mạt lại kiếm thêm việc làm. Đó là lần thứ hai nàng kiêm chức so với đãi ngộ viết ở quanh quận có một chút khác biệt. Lúc 5 rưỡi chiều, nàng đã đến công ty làm, Vũ Hạn Hồng gọi Tần Mạt thu dọn tư liệu chuẩn bị tan sở. Trong văn phòng, hồ hởi và vui mừng, mặc dù mọi người là đều là người trưởng thành nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến giọng cười đùa sau khi hết giờ làm việc. Có người hồ bạn gọi bè, bàn luận dự tính cho buổi đêm, cũng có những người cùng đồng nghiệp về nhà, oán hận sữa bột tăng giá, thực phẩm là không đủ xanh biếc, vân vân. Nhân viên lục tục rời đi, Vũ Văn Hồng lại đi rất nhanh, hắn nói là phải đến nhà trẻ để đón con. Ngụy Bình là mời Liễu Tích đi ăn tối, Liễu Tích lại bĩu môi. Em muốn tăng ca. Em Liễu, anh thấy em tăng ca là giả đó, chờ người nào đó, đó mới là thật. Ngụy Minh đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Liễu Tích, cúi người lại nhỏ giọng gì đó nói với nàng. Liễu Tích bất bình, bất nguyện mà nói. Anh thật sự là phiền toái. Thôi được rồi, em làm người tốt giúp anh, đi thôi. Tần Mạt nhìn theo bóng lưng của Liễu Tích trong chốc lát, lại cúi đầu cầm bút chì vẽ tùy ý trên giấy trắng. Lúc trước nàng học lối vẽ tỉ mỉ và chấm phá truyền thần là nét bút học đầu tiên. Bây giờ vẽ tranh nàng cũng là cho rằng phải lấy đường nét vững chắc làm cơ sở. Đương nhiên đường nét này chẳng hề là vì Tần Mạt bỗng nhiên biến thành một người cuồng học tập, mà là nàng muốn chờ Phương Triệt. Đại khái Phương Triệt là có thói quen tăng ca, phòng làm việc bên ngoài náo nhiệt đến đâu là cũng không nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Nhìn dáng vẻ này không biết sẽ tăng ca đến lúc nào. Tần Mạt tiếp tục vẽ tranh, trong lòng vừa nghĩ mình đến thư viện tìm vài sách liên quan đến phác họa, sau đó lại cảm thấy mình nên học vẽ tranh trên máy tính. Cứ vẽ nhàm chán như vậy, mí mắt của Tần Mạt càng lúc càng nặng, vì sao vô tình ngủ luôn trên bàn từ lúc nào. Nàng bị bóng đè, trong mộng hiện lên cảnh tượng kỳ quái, giống như là nàng bị một quyển vô tự thiên thư, lại bị chúng thần tiên đuổi theo. Nàng vốn là vào trong thành Tương Dương, nhảy xuống ở lỗ trồng mai vài chục trượng, chém giết cùng với Mông Nguyên, bỗng dừng lại tỉnh giấc khỏi giấc mộng, trên lưng của Tần Mạt rơi xuống một chiếc áo, nàng nhặt lên xem là áo của Phương Triệt. Phương Triệt, ánh đèn trong văn phòng yên tĩnh như là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tần Mạt thấp hô lên một tiếng, trong phòng liền có người trả lời. Phương Triệt khẽ cười. Tỉnh rồi sao? Sau một lát, hắn đi ra từ bên trong văn phòng. Tần Mạt nhìn đồng hồ, đã là 8 rưỡi tối, nàng nghi ngờ nói. Bọn họ còn đang tính tăng ca sao? Tất cả đã đi rồi, chỉ có anh ở bên trong thôi. Phương Triệt nhận lấy áo từ tay của Tần Mạt, thuận thế kéo nàng đứng dậy. Đã tỉnh chưa? Mặc áo khoác vào, chúng ta sẽ đi ăn cơm. Chiếc xe đi đến tường thành dành cho người đi bộ, Tần Mạt nói ở trong xe. Có... liệu có anh tính đến Hỏa Cung Điện sao? Ăn nhiều món ăn bình dân là không tốt. Vậy thì em có đề nghị nơi nào? Phương Triệt đảo mắt, lộ ra một nụ cười. Thì đang nghĩ đây. Nghĩ xong, gương mặt lại cười rực rỡ. Đi ăn lẩu đi, em có biết cửa tiệm lẩu rất là không tệ đó. Nàng nói rồi, lại nhớ đến hương vị, lại nuốt nước miếng. Có vẻ rất ngon. Phương Triệt lại cười nhẹ một tiếng. Mạt Mạt, em chính là biện hạ Sa sao? Hết chương. Bút pháp.
Biện Hà Sa là người gì, Liễu Tích không biết, Ngụy Minh không biết, Vũ Vạn Hồng là không biết rõ, Phương Triệt cũng không biết, nhưng chắc chắn Tần Mạt sẽ phải biết. Vậy nên, trong ô tô được chiếu rọi bởi ánh sáng hai bên đường, Tần Mạt chăm chú đánh giá Phương Triệt, muốn biết rằng đây là hắn nói bừa hay là chắc chắn ở trong lòng. Khóe môi của Phương Triệt khẽ nhếch, ánh mắt vẫn nhìn đường phía trước cửa kính xe, nhưng mà Tần Mạt chỉ nhìn thấy hắn quay mặt đi, có thể cảm giác hắn đang tràn đầy đắc ý. Giống như là ở trong vụ lúc vô tình, miệng một con báo ngủ đông toét rộng ra, lộ ra hàn quang bên trong hàm răng trắng bóng của nó. Tần Mạt không khỏi dùng mình, sau một lát chỉ cảm thấy mình buồn cười. Ánh mắt khó hiểu rồi sinh ra liên tưởng kỳ dị với Phương Triệt thì thôi, thân phận của Biện Hà Sa thực ra là cũng không cần phải che giấu trước mặt của Phương Triệt. Nàng lặng lẽ trở thành thói quen, nhưng mà cũng không đến nỗi gặp ai cũng giấu, nhỏ mọn đến vậy. Ừ, là em. Tần Mạt nghiêng đầu, mỉm cười với Phương Triệt, bỗng nhiên giẫm phanh xe, nét mặt trầm xuống. Tần Mạt cảm giác có một chút kinh hãi, không biết Phương Triệt có ý gì. Chỉ thấy hắn nghiêng người lại gần, duỗi tay ra, liền nhéo hai má của Tần Mạt, sau đó nhẹ nhàng kéo. Phương Triệt. Tần Mạt nói đứt quãng, lửa giận ở trong lòng đã xông lên, tiếng quát vẫn còn chưa kịp cao lên, Phương Triệt đã rút tay về, chống lên tay lái cửa ha hả. Tần Mạt bị cái tính trẻ con này làm cho ngứa răng, lại nghĩ đến lần thứ hai gặp mặt hắn đã bị hung hăng quất lên trên đất, lúc nào cả người bổ nhào về phía trước, kéo áo của Phương Triệt, liền dùng khuỷu tay đánh vào vai của hắn một cái. Tiếng vang của xương cách lớp quần áo mạnh mẽ vang lên, Phương Triệt mím môi, gương mặt còn sót ý cười, mà Tần Mạt lại nhăn mặt, rất đau. Nàng không ngờ xương của Phương Triệt là còn cứng hơn nàng rất nhiều, dù rằng nàng đã dùng củi trọ để đánh cũng là vì phản lực mà đau đớn. Càng đau là Tần Mạt lại không cam tâm, nhưng mà nàng không muốn giống như người đàn bà tranh chua giơ móng vuốt, dùng đầu ngón tay mà cào cấu. Trong đầu nghĩ đến sự bực mình, Tần Mạt duỗi hai tay cốc vào trong đầu của Phương Triệt, làm mái tóc của hắn rối tung giống như là ổ gà rồi mới nghỉ xả hơi. Lại có người gõ cửa kính bên ngoài, tiếng cốc cốc truyền tới. Tần Mạt chưa phản ứng, Phương Triệt đã chuyển tay lái, cửa kính xe từ từ hạ. Sau đó Tần Mạt nâng mắt nhìn thấy bên ngoài là một người đàn ông trung niên vẫn giữ động tác gõ cửa. Người nọ mở to miệng giống như là cơn giận sót lại vẫn còn chưa tan, lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Tần Mạt, trong ánh mắt là không thể nào tin. Cô, người này lắp bắp, các người là phải chú ý đến hình tượng chứ, đừng có ngăn ở giữa đường, bây giờ là buổi tối đó. Cái này, Tần Mạt bỗng nhiên lại hoàn hồn, thì ra động tác của mình gần như là nhào vào người của Phương Triệt, hơn nữa đôi tay này là còn để ở trên đầu của hắn, trong nháy mắt giống như là vô số sét đánh xuống. Tần Mạt chấn định lại, đưa tầm mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ, rồi lại như có như không ngồi nguyên chỗ cũ. Khóe môi của Phương Triệt nhếch cao, giữa hàng lông mày lóe ra ý vui khi người ta gặp họa. Còn không mau lái xe đi, Tần Mạt lạnh lùng nói. Bỏ qua chuyện đầu to có giận, nói kỹ thuật điều khiển thôi vẫn là còn chưa có đâu vào đâu. Có lần sau nữa, tôi không phải là chị đơn giản trừ tiền lương của cậu, cậu sẽ trực tiếp cuốn gói từ trước đó. Tần Mạt vừa dứt lời, Phương Triệt nâng cửa xe lên, khởi động xe. Mơ hồ khi chưa kịp đóng cửa kính xe, phảng phất là còn truyền ra tiếng nói của người đàn ông trung niên. Thực sự là đáng tiếc, người trẻ tuổi xuất chúng như vậy lại làm tài xế, không phải là tiểu thạch thỏ là bị nuôi sao? Lần này đến phiên cô Tần Mạt cười ha hả, nàng ôm bụng, cười đến run vai, trong lòng cuối cùng cảm thấy thực sự là tội lỗi. Phương Triệt, anh là tiểu bạch thỏ sao? Phương Triệt ban đầu là chỉ muốn trêu Tần Mạt, vì nào mà chưa từng chủ động nói với hắn là hiệp Biện Hà Sa mà sinh ra khó chịu. Có người ngồi gõ cửa xe, Phương Triệt lại nhanh nhẹn kéo xuống, cũng là người muốn xem gương mặt lúng túng của Tần Mạt, thỏa mãn trò đùa nhỏ của mình. Nhưng mà hắn không ngờ phản ứng của Tần Mạt, một câu công kích kia thực sự là quá ác độc, câu nói đầu tiên là lật bàn lớn, một chút suy nghĩ linh hoạt này quả thật là đúng yêu nghiệt. Anh là tiểu bạch thỏ. Phương Triệt vốn là nhíu mày lại giãn ra, gương mặt nở nụ cười đắc ý. Em nuôi được hay không? Tần Mạt thầm cắn răng một cái, không phải là so ra mặt dày chứ, thua người không thua trận, khí thế này không thể nào bị Phương Triệt ép xuống được. Anh khó nuôi lắm sao? Khó nói lắm. Phương Triệt nhẹ nhàng xoay tay lái, xoay một vòng. Lần này phân nửa máy móc là do anh hoàn thành độc lập, anh được hưởng 20% tiền lời. Ngoài ra, anh còn được làm ở diễn đàn, lập trình vài nhân vật, tiền trả thù lao là hơn 10 vạn, mỗi tháng còn có thể kiếm được 3-4 món tiền thưởng nữa. Tần Mạt không lên tiếng, ánh mắt lại không buông tha bất cứ một nét mặt nào của Phương Triệt, trong lòng 10 phần nghi ngờ cái tên này lại muốn khoe đây. Phương Triệt giọng nói rất là bình tĩnh, tiếp tục khoe khoang. Anh hùn vốn đầu tư quán bar với một người, mỗi một người 50% cổ phần, mỗi tháng lời được hơn 100 vạn. Tuy anh không tính là triệu phú, nhưng mà cũng không đến nỗi. Tần Mạt nghe đến là muốn cãi lại, lại nhớ đến trời tối ngày hôm đó, Phương Triệt nói là muốn ăn đồ ăn Pháp, ví tiền lạnh ấm như thế nào thì tự biết, trong lòng lại càng cảm thấy cái tên này nhỏ mọn và ghê tởm. Phương Triệt đúng là hồ nước đủ sâu, nhìn đuôi lông mày của hắn nhếch cao, dù giọng nói của hắn có vẻ bình thản, cũng không thể nào che đi được sự đắc ý của hắn. Hắn đắc ý không phải là bởi vì hắn có nhiều hay ít tài sản, mà vì những gì hắn có được đều dựa vào bản thân hắn, tuy hắn không hiểu kinh doanh, nhưng hắn có kỹ thuật tư sản, dám đầu tư. Quan trọng nhất là hắn có tuổi trẻ. Tần Mạt cảm thấy nếu như chỉ cần cuộc sống gia đình tạm ổn, 100 vạn hay là 100 ngàn, thực ra thì cũng chẳng có gì khác biệt, hơn kém cũng chỉ là một con số không mà thôi. Nhưng trên thực tế, dựa theo cuộc sống người dân mà tính toán, người bình thường cả đời cũng không tiêu hết 100 vạn.
Em đang nghĩ gì vậy? Khoe khoang xong, Phương chỉ thấy Tần Mạt trầm mặc rất lâu, không nhịn được hỏi thành tiếng. Trước kia, hắn không nói đến thành công của mình là bởi vì không muốn giữa hai người có những vật ngoài thân. Bây giờ nói ra, cảm thấy mình là có thể thẳng thắn hơn được. Đắc ý ở chỗ là nếu như không chia sẻ với người này thì còn có thể chia sẻ được với ai. Cũng không phải là hắn muốn làm thánh nhân, cũng không cần phải làm giả làm gì. Xa mưa sắm vai, thanh cao để làm gì đâu. Em đang nghĩ mấy con số không cho ngân hàng của anh là không ngừng tăng, sao có thể nghèo đi được? Nếu như không, em muốn nuôi anh thực sự đúng là khó khăn đó. Ánh mắt của nàng u tối, thoạt nhìn giống như là đang có chuyện gì đó. Phương Triệt trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi xe ngừng lại, hai người đi vào trong hàng lầu, hắn mới dầu dĩ nói một câu. Anh không cần em phải nuôi. Khóe môi của Tần Mạt khẽ cong, ấm ức ở trong lòng lúc này mới hoàn toàn tán đi. Bữa ăn đó, ăn đến khói vẫn còn bốc ở trên nồi lẩu. Ngày hôm sau, Tần Mạt vẫn lên lớp nửa ngày, buổi chiều mới đến mạng Thanh Sơn. Ký hợp đồng xong, Vũ Vạn Hồng giao hàng cho nhà thiết kế thời trang nhiều kinh nghiệm tặng Khang Tình để cho nàng theo học mấy ngày. Khang Tình là một người phụ nữ đầu 30, mặt mũi bình thường nhưng mà thân hình rất đẹp, hơn nữa về trang phục tổng thể thanh nhã tinh xảo, có ý của thời cổ. Câu nói đầu tiên của nàng với Tần Mạt đó là: "Tranh của em rất đẹp, ý thiết kế là cũng không tồi, nhưng mà chúng ta là tạo hình nhân vật trò chơi, dạy không chỉ là dừng lại ở đó." Tần Mạt rất là nghiêm túc nghe nàng chỉ dạy, không dám kiêu ngạo. Vừa bắt đầu, thái độ của Khang Tình có một chút lãnh đạm, tùy ý chỉ vẽ cho Tần Mạt một đường, liền để cho chính nàng tự cân nhắc. Chờ thêm một lát, nàng thấy Tần Mạt sửa trang phục bình thường của nhân vật cấp 10 lên 5, 6 lần, một chi tiết nhỏ cũng rất tỉ mỉ, lúc này đánh giá Tần Mạt vài lần, có một chút cảm động. Quả nhiên là chịu tốn tâm tư, có điểm ngộ tính, coi như là cũng không tệ nào. Tuy là nàng đánh giá nàng không cao, ấn tượng về Tần Mạt ở trong lòng của nàng cũng đã thay đổi rất nhiều. Người trẻ tuổi có tài năng sớm đã gặp rất nhiều, nhưng rất nhiều người là cũng không thể nào biến tài hoa thành tài năng, lại chỉ dùng một chút tự mãn để làm hao mòn tài nghệ thành một kẻ bình thường. Một buổi trưa học là không có nhiều thứ lắm, nhưng mà Tần Mạt cũng cảm thấy được rất nhiều lợi ích. Thiết kế của nhân vật trò chơi và vẽ tranh bình thường có rất nhiều khác biệt, với Tần Mạt mà nói, đó là một lĩnh vực vừa xa lại vừa quen. Lúc này, nàng mới cảm nhận ra, những nét vẽ mà mình học từ trước đến nay chỉ dùng để ngắm cảnh mà thôi, hoặc là tu tâm dưỡng tính để biểu đạt suy nghĩ ở trong lòng. Nàng tự giễu, Trăm không dùng được một là bởi vì nàng không thấy ở trong cầm kỳ thi họa có giá trị thực dụng. Dựa theo tiêu chuẩn của nhà Tần hầu gia năm đó, Tần Mạt đó là văn không thể nào ăn bằng, võ không thể nào nịnh quốc, quần lụa chỉ là vứt đi. Mà theo Tần Mạt tự xem mình, nàng là tay trái gà không chặt, không thể nào vào được phòng bếp, có mưu nhưng không thể nào khống chế được, và để kiếm sống thì rất khó khăn. Nếu là rơi vào trong vùng núi thi ca, vậy thì chẳng lẽ có thể no bụng được hay không? Trong sách này cũng là có hoàng kim ốc, trong sách cũng nói đến nhan như ngọc, đọc sách chỉ làm cho người ta sáng ý, ý chí mãnh liệt, mà ngoài đó ra, vật chất, cuộc sống gì đó chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của con người sáng tạo. Người không thể không đọc sách, cũng không thể nào chỉ đọc sách. Tần Mạt cho rằng mình vô dụng bởi vì từ khi nàng xuyên qua tới nay không ôm chí lớn, chỉ là nghĩ muốn vui vẻ và bình thường. Tuy nhiên, biện hà xa cũng là có một chút thành công, nhưng trước giờ Tần Mạt không thấy điểm thành công này có ý nghĩa thực tế. Nàng chỉ là viết vài câu chuyện cũ, biểu đạt một chút tình cảm, cảm khái trong lòng, hoặc là một chút chua xót của văn nhân. Người bên ngoài ủng hộ vài tiếng Tần Mạt đã tất nhiên vui sướng, nhưng mà ở trong lòng của nàng vẫn có khúc mắc. Đó chính là, loại văn chương này, nếu như bị Tần Hầu gia thấy, nhiều nhất cũng chỉ là một kỹ thuật gian trá, khó mà đăng nơi thanh nhã. Tần Mạt từng được học, không thể nào trị quốc, không thể nào làm chính trị dân sinh, tất cả đều là vô dụng. Năm đó, Tần Mạt có lòng phản bác lại quan điểm đó, cũng có thể đi gặp lại vài cái người vương triều hủ bại kia, nhưng mà hắn có thể thấp cổ bé họng, dù rằng có thành thục đến mấy, ở trên thực tế vẫn là trăm không dụng được một. Nói hắn là quần lụa, cũng chẳng có gì oan uổng, mà hiện tại, thời đại này, trò chơi là một loại sản nghiệp. Nàng đổi góc độ suy nghĩ khác, văn chương có thể khiến cho người đọc sinh ra thần hưởng, mỹ thụ, mỹ thuật thì lại có thể làm bữa tiệc cho thị giác con người. Nàng là thiết kế ra một trò chơi nho nhỏ có thể mang đến vui vẻ cho người ta, có phải là một loại thành công hay không? Nàng không có ý chí hướng lớn, nàng cũng không nghèo, không cười khác phải nuôi. So với thời điểm quần lụa bại gia năm đó, Tần Mạt rất là có tiến bộ, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Đêm hôm đó, Tần Mạt trở về phòng ngủ mở máy tính xong, Chi Viễn lại liên hệ với nàng trên QQ, nói là Thanh Sơn mời nàng tham dự thiết kế nhân vật cho Thăng Thiên. Chi Viễn nói, không chỉ là nhân vật thiết kế, ý của Thanh Sơn là hy vọng có thể dùng nội dung của Điêu Nguyệt vào nhiệm vụ mua bản quyền của Điêu Nguyệt. Nói như vậy, tụi em không phải là người phát ngôn ở cho họ, nhưng mà họ có thể đạt được hiệu quả quảng cáo cao. Hơn nữa, có lời nói của em, bọn họ có thể xây dựng đến nhãn hiệu cho trò chơi của bọn họ. Tần Mạt nghĩ rất cẩn thận, lại khẽ thở dài. Từ trước, rất hiếm khi nàng cáu giận, không phải là gặp chuyện là lại làm hỏng tâm tình của mình. Nhưng bây giờ cũng hiểu ra một chút, hoạt động kinh doanh này cũng là một chuyên ngành nghiên cứu. Nếu như hai bên đều là có tài nguyên, vậy thì phối hợp để tối ưu hóa tài nguyên cũng là không tệ. Cũng được, không vi phạm vào nguyên tắc nào. Quảng cáo này lại càng được chú ý, hoàn toàn thỏa đáng.
Nhưng Điêu Nguyệt không phải là tiểu thuyết võ hiệp. Bối cảnh cổ đại, muốn là võ hiệp cũng được. Nói thẳng ra chính là xào lại. Xà Quốc, em là còn có 16 tuổi nữa. Em không còn là 16 tuổi nữa rồi. Biện Hà Sa nói, em có thể đề xuất ý kiến cho nhiệm vụ vào bối cảnh của trò chơi có được không? Vậy em có thời gian tham dự hay sao? Em là muốn được quyền lợi này. Em đang làm một công việc, chính là thiết kế tạo hình nhân vật cho trò chơi. Máy tính bên kia. Chỉ biết là không nói gì nhiều, rồi mới nói. Em là mỹ thuật ở đó, bọn họ là còn thông qua khách khí nói cái gì mà mời Biện Hà Sa hợp tác, vậy là ý gì? Em không công khai thân phận, nói thì cũng chẳng ai tin. Vậy là tiếp tục không có nói gì nữa. Vậy thì em có thể lo được rồi. Vậy định xử lý như thế nào? Tần Mạt lại cười cười, đem cách làm sớm đã suy nghĩ thương lượng với Chỉ Viễn. Hôm sau, Vũ Vạn Hồng lại tìm đến Tần Mạt, nói những lời hoàn toàn là ngoài dự liệu. Tần Mạt, có chuyện vô cùng quan trọng, nhất định là phải được em đồng ý. Tần Mạt xin Vũ Vạn Hồng nói thẳng. Vũ Vạn Hồng lại nói này nói nọ với Tần Mạt trước, nói như là có quen công việc chưa, người trong văn phòng có phải là cũng không tệ lắm. Bọn họ ngồi ở trong phòng tiếp khách, bên trong chỉ có hai người Vũ Vạn Hồng và Tần Mạt. Sau một hồi lâu, Vũ Vạn Hồng mới thở dài. Tôi cũng là quá cao hứng. Buổi sáng hôm nay lên hội nghị đặc biệt nhắc tới em, là còn thuận miệng nói em có phong cách rất giống với Biển Hà Sa. Không ngờ họ xem tranh của em xong lại có một chủ ý. Tần Mạt lại vừa nghe lời này liền biết chuyện tiếp theo sẽ không tốt. Quả nhiên Vũ Vạn Hồng thấy nàng không lên tiếng, lại than thở và tiếp tục. Chúng ta đã được Biện Hà Sa đáp lại, cô ấy đồng ý tạo hình nhân vật cao cấp của chính môn phái lớn cho chúng ta. Trùng hợp là phong cách của em là gần giống với Biện Hà Sa. Chúng ta quyết nghị, hy vọng em có thể thiết kế một ít tác phẩm dưới danh nghĩa của Biện Hà Sa. Mặt của Tần Mạt đông cứng, lần này là giận thật. Nếu như nàng không phải là Biện Hà Sa, nếu như nàng chỉ là một sinh viên làm thêm bình thường, nàng sẽ đối mặt với cái gì? Là người khác xâm phạm quyền riêng tư của nàng, hay là nàng xâm phạm quyền của người khác? Hoặc là nói cách làm như vậy, những lợi ích kia đã Tần Mạt đang ở đâu? Trong lòng của Vũ Vạn Hồng thực ra là vô cùng băn khoăn, trên hội nghị có sức nói cho nàng, nhưng mà cuối cùng là không thể nào tranh luận lại những người vì lợi ích là trên hết. Lúc này, hắn mở miệng nói với một cô gái chưa được 20 tuổi lời đó, thực sự cảm thấy mặt mò, mất hết cả tư cách trưởng bối để giáo dục Tần Mạt. Là như thế này, Vũ Vạn Hồng chua giọng nói, công ty sẽ bồi thường cho em, tuy nhiên tên của em sẽ không xuất hiện trên phần tên sản xuất, nhưng sẽ cho em từ 3 đến 5 lần tiền lương. Mà tranh cãi của em lại là càng giống với Biển Hà Sa, tiền lương sẽ càng cao. Ngoài ra là còn có thêm tiền thưởng nữa. Tần Mạt cười lại một tiếng mím môi không nói. Nàng vốn là quyết định muốn nói với Vũ Vạn Hồng nàng chính là Biện Hà Sa thật. Nhưng tin này bỗng nhiên tới, lửa giận trong lòng của nàng tăng vọt. Trong nháy mắt, nàng bắt đầu hối hận, từ đầu lẽ ra không nên đến mạng Thanh Sơn làm. Vũ Vạn Hồng này, nàng là vẫn không nói chuyện, liền sờ sờ túi tiền, muốn hút thuốc. Tầm mắt của Tần Mạt lại rơi xuống trên tay của hắn, rốt cuộc là hỏi một câu. Về chuyện này, các người hỏi Biện Hà Sa ai chưa? Nàng có một chút nghi ngờ, Chỉ Viễn là cũng không nói cho nàng tin tức đó. Vũ Vạn Hồng khẽ co lại, cuối cùng là vẫn không châm lửa. Mâu thuẫn ở trong lòng của hắn quay cuồng, nghe vậy cũng là chỉ tùy ý trả lời. Vẫn còn chưa có nói với Biện Hà Sa, nếu không nói, không có một lời của em, thì chúng ta nói với Biện Hà Sa trước, không phải là mất mặt công ty hay sao? Tần Mạt hừ nhẹ một tiếng. Thế này thì là không mất mặt công ty sao? Vũ Vạn Hồng yên lặng không nói, trong lòng đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không quyết đoán. Tần Mạt lại hỏi. Dù em đồng ý, mọi người có nghĩ Biện Hà Sa sẽ không đồng ý không? Không biết là có đồng ý hay không, nhưng mà kết quả thực sự là cô ấy không đồng ý. Vũ Vạn Hồng lại càng áy náy, nửa câu sau không nói ra lời. Tần Mạt nói tiếp. Nuốt lời trước mặt của cô ấy, chính là mặt mũi của công ty. Nuốt lời trước mặt của em, cũng không quan trọng có phải không? Trong lòng của nàng chỉ thấy trầm trọng, người nổi tiếng và một sinh viên nhỏ bé làm thêm quả nhiên là khác nhau rất lớn. Cảm giác này, trước kia nàng đã từng trải qua. Tần Mạt à, Vũ Vạn Hồng lại nhả khói, bỗng nhiên cắn răng một cái. Em hãy từ chức đi. Tần Mạt ngẩn ngơ. Vũ Vạn Hồng là hút một hơi thuốc, nhắm mắt lại nói. Chuyện này trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng mà có một chút đả kích cho người trẻ tuổi. Hắn cười khổ một tiếng. Rất nhiều năm trước kia, tôi cũng đã từng làm thế. Tôi biết rõ cái mùi vị đó. Và em vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Phong cách riêng của Xa Quốc quá mãnh liệt. Em muốn bắt chước cô ấy lâu dài, chỉ sợ sẽ làm mất đi chính phong cách của em mà thôi. Vũ quản lý. Tần Mạt thở dài một tiếng, trong lòng dần dần nổi lên ấm áp. Nếu như em nói em chính là Biện Hà Sa, anh có tin không? Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Xin lỗi vì hôm nay mình hơi bị vội thời gian một chút, nên mình phải đọc hơi bị nhanh. Nếu như bạn nào mà không nghe kịp thì có thể chỉnh tốc độ nó chậm lại một chút ấy, thì có thể nghe được rõ hơn. Thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 23 của Ta Không Phải Vì Con Xấu Xí.